Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn cho cờ vua Bài học hôm nay chúng ta sẽ học là bài 25 Ký hiệu cờ vua Nước An Quân Nước An Quân thường được ký hiệu là bằng dấu x hoặc là hai chấm à, Nhưng mà vừa đa số thầy thấy là dấu x Cho nên thầy nhấn mạnh cái chữ x thôi Chứ không có hai chấm Ví dụ như chữ hát x D4 có nghĩa là hát là hạo Hạo ăn D4 Đây Ví dụ như đây là con hạo nè à, Hạo ăn cái con D bốn này đen đang ở cột là cột D, Đà, cột D thì chúng ta ăn cái con trục này, đó nó hào này ăn con trục này thì ký hiệu là hát D 4 hát X D 4 là dấu nhân hoặc là chữ X, hoặc là à, mã ăn D bốn mã đây, Đà, mã đây và ăn cái con D bốn này cột này là cột D bốn giống qua cái này là D bốn, nè con mã này ăn nè, đây là con mã này, ăn con tốt này. Đó, mã x d4 có nghĩa là mã ăn cái con con tốt này là d4. Rồi tiếp theo, đối với tốt thì ghi tên cột đứng trước khi ăn và vị trí ô mà nó đứng sau khi ăn. À tốt là phải ghi là à, trước khi đứng và sau khi đứng. Ví dụ như là C D4, C đâu? Đây, C cộng này là cột C. À, cộng này là cột C và D là D4, như vậy là con tốt này, tốt đen này ăn cái con tốt trắng này. Được à, Con tốt đen này ăn cái con tốt trắng này. Đó, người ta họ viết là C D4, à, C X D4. Đó. Là con tốt này là ở cột C, à, cột này là cột C. Ăn cái con D4 này, à, D4 này, vậy tốt này ăn ngon này, được chưa? hạt hạt D x C5 cộng là cộng D ăn x là x là ăn C C5 đây C đây C5 đây Vậy con tốt trắng này ăn con tốt tốt đen này là ký hiệu là D C C5 chấm chấm vân vân còn có trường hợp là à, phần 3 bắt tốt qua đường ký hiệu là có bổ sung là chữ A chữ P đó là viết tắt của tiếng Anh còn đối với tiếng Việt là chữ Q chấm D là qua đường nè ví dụ G X F6 Q D là qua đường dụ, là qua đường. Và cái trường hợp này nó như thế nào G này cột G đâu cột G đây rồi cột G đây này cột G đó và ăn cái con F6 à, con F6 ở đây đó đây con tốt đây rồi. Đây. đây đây là con tốc này vừa nhảy lên vừa nhảy lên thì con tốc này bắt cái con tốc này nó ở đang cột gừa nó ăn con tốt này nhưng mà nó xuống đây nó đứng nè nó ăn con tốt đen này nhưng mà con tốc này nó là xuống đây nó đứng chứ không phải là nó đứng đây nè, nó xuống đây xuống đây trên đây nó là gọi là f 6 f 6 chứ không phải ăn con f 5 chỗ này nhưng mà nó đứng xuống f 6 nó đứng cho nên nó là là f sáu nó xuống đây là f này này là sáu giống qua nè hay là f sáu à, thầy nhắc lại cái này đây, ví dụ như con tốt này nhảy lên như vậy là g đúng không cọc là cọc g bắt là chữ x f 6 cái cọc này là cọc f nhưng mà con tốt này nó đang là ở f 5 nhưng mà bắt cái con qua đường này cho con tốt này nó xuống đây nó đứng cho nên nó là nó thành là f 6 chứ không phải là f 5 thành chữ qd nữa gọi là qua đường đó à. Rồi, tóm lại là cái ký hiệu mà nước an quân là cái chữ x à, chữ x nhìn nhớ thấy chữ x là biết là đang đang an quân bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé xin chào các em